cùng anh chị em và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho con thì con muốn rằng con ở đâu, chúng cũng ở đấy với con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con. Vì Cha đã yêu mến con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu con ở trong chúng, và con cũng ở trong chúng nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, trên giường bệnh hấp hối, Thánh Monica nhắn nhủ con của người là Augustino như sau: Mẹ chỉ xin con có một điều, là hãy nhớ đến mẹ khi con tới bàn tiệc thánh. Có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng được nghe những lời tương tự từ những người thân yêu của chúng ta trước khi qua đời, là hãy năng cầu nguyện xin lễ. Nhưng rồi xa mặt cách lòng, nhiều người trong chúng ta dễ dàng quên đi những lời hứa thống thiết đó, để rồi những người thân yêu của chúng ta cứ tiếp tục quằn quại trong lửa không hề tắt. Một người cha trước khi qua đời đã dặn dò kỹ càng đứa con trai rằng: hãy năng xin lễ cầu nguyện cho cha. Người con vâng vâng dạ dạ, nhưng rồi sau khi tổ chức một thánh lễ an táng trọng thể, một vài điếu văn trải chuốt và một bữa tiệc linh đình, thì quên hết những lời hứa với người cha. 33 năm sau, người cha được Chúa cho hiện về, mình quấn đầy lửa cay đắng phàn nàn với con rằng: tại sao con quên cha lâu năm như thế mà không cầu nguyện cứu giúp cha, để rồi cha cứ phải tiếp tục sống đau khổ trong luyện hình. Lòng người chúng ta dễ quên quá. Mới hôm nào đây còn ngồi bên nhau thề non hẹn biển là sẽ cầu nguyện cho nhau và nhớ nhau suốt đời. Nhưng rồi khi một người nằm xuống, khi mà nấm mộ chưa phủ kín màu cỏ xanh, thì lòng người đã quên đi những lời thề hứa xưa. Anh chị em thân mến, để nhắc nhớ cho tất cả chúng ta nhớ đến những người thân yêu đã qua đời, Giáo hội là người mẹ rất thân yêu và khôn ngoan đã dành một năm suốt cả tháng 11 để chúng ta có cái cơ hội cầu nguyện cho những người thân yêu đã qua đời. Các ngài giờ đây không còn có thể lập công cho chính mình được nữa, mà chỉ còn nhờ vào những người còn sống như chúng ta. Cho nên chúng ta trong cái tháng 11 này hãy nhớ và năng cầu nguyện cho những người thân yêu của chúng ta. Có nhiều cách để cứu vớt những người thân yêu của chúng ta trong luyện tội.
Chúng ta có thể cầu nguyện, đọc kinh, hãm mình, ăn chay, nhưng việc tốt nhất vẫn là thánh lễ Misa. Thánh lễ Misa có một giá trị vô cùng. Thánh Thomas tiến sĩ đã được Chúa cho thấy người chị của Ngài sau khi chết hiện về để xin Ngài dâng thánh lễ, và Ngài đã mau mắn dâng thánh lễ cầu nguyện cho bà chị. Và trong thánh lễ đó, thánh nhân được nhìn thấy người chị bay bổng lên thiên đàng. Thánh Gioan Vianney trong một buổi học giáo lý đã kể một câu chuyện như thế này, là có một vị linh mục thánh thiện kia được Chúa cho biết là người bạn của Ngài đang ở trong luyện tội. Và vị linh mục này cố gắng để cứu vớt cái linh hồn người bạn đó, và Ngài nghĩ rằng không có cái gì cứu vớt nhanh cho bằng thánh lễ Misa. Cho nên Ngài đã lo liệu để dâng thánh lễ Misa thật sớm. Nhưng trước khi dâng thánh lễ Misa, Ngài đã thân thưa với Chúa như là một đứa con thân thưa với cha mẹ như thế này: lạy Cha chí thánh hằng có đời đời, con biết rằng Cha đang cầm giữ linh hồn người bạn con trong luyện tội. Vậy con xin hứa với Cha như thế này: Cha có thể tha cho người bạn con nơi luyện tội, thì con có thể biến cái tấm bánh này trở nên mình máu thánh Chúa Kitô. Và Ngài đã dâng thánh lễ, và sau khi truyền phép, Ngài dâng bánh thánh lên thì thấy linh hồn người bạn thân yêu được lên thiên đàng. Cho nên Thánh John Vianney đã kết luận như thế này: tất cả những việc lành trên trần thế này hợp lại không bằng một cái của lễ cực thánh dâng trên bàn thờ trong thánh lễ. Bởi vì tất cả những việc lành đó là chỉ do loài người, còn trong thánh lễ chính Thiên Chúa cử hành. Việc tử đạo là một việc rất cao quý, nhưng cũng không thể bằng một thánh lễ Misa. Bởi vì việc tử đạo đó là do cái của hiến thân của con người dâng lên Thiên Chúa, còn trong thánh lễ chính Thiên Chúa hiến thân vì nhân loại. Thế cho nên anh chị em thân mến, nếu trong những ngày tháng qua chúng ta vì công ăn việc làm mà chúng ta quên bẵng đi, không cầu nguyện cho những người thân yêu của chúng ta, thì trong cái tháng 11 này chúng ta dành nhiều thời giờ cầu nguyện, hãm mình, hy sinh, nhất là xin lễ, cầu nguyện cho những người thân yêu của chúng ta, cho ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, bạn bè và tất cả những linh hồn không còn được ai nhớ tới. Việc làm của chúng ta chẳng những đem rất nhiều lợi ích cho các linh hồn trong chốn luyện hình, mà còn có lợi cho chúng ta nữa. Bởi vì khi các ngài đã về trời rồi, chắc chắn rằng các ngài sẽ không quên cầu bầu cho chúng ta trước tòa Chúa. Amen.